Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Campuchia vừa huy động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân người Việt Nam tại nước này chung tay góp sức xây dựng và khánh thành công trình cầu đường hữu nghị cho người dân thành phố Kampot, tỉnh Kampot, Campuchia. Dự án quyên góp được kinh phí trị giá 18.000 đô la, kết nối hai khu dân cư với hơn 600 gia đình sinh sống tại đây, trong đó có cả những gia đình gốc Việt. Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố loạt thủ tục hành chính mới liên quan đến lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Theo đó, có 5 thủ tục hành chính mới liên quan đến lĩnh vực đất đai, trong đó có 4 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Cảng vụ Hàng không, gồm thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất tại cảng hàng không, sân bay dân dụng, thu hồi đất do vi phạm pháp luật tại cảng hàng không, sân bay dân dụng, giao đất cho thuê đất tại cảng hàng không, sân bay dân dụng, gia hạn cho thuê đất tại cảng hàng không, sân bay dân dụng và một số thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh là chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất, nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, phi nông nghiệp. Tỉnh Đồng Nai vừa kiến nghị chính phủ hỗ trợ thêm 4.130 tỷ đồng để làm hai dự án đường nối vào sân bay Long Thành. Hai đường nối này sẽ lần lượt nối cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và quốc lộ 51 vào sân bay. Được biết, tổng kinh phí làm hai đường nối khoảng 18.000 tỷ đồng. Dự án đầu tư xây dựng khu công viên Hồ Rạch Bà và Hồ Điều Hòa có diện tích 100 hectare của Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam Busaco vừa bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thu hồi và chấm dứt chủ trương. Được biết, hai dự án trên được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt và thông qua vào năm 2009 và năm 2010. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện. Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Sinh thái Go Green Farm vừa bị Ủy ban Nhân dân thành phố Huế xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 40 triệu đồng và buộc phải khắc phục hậu quả. Cụ thể, hợp tác xã trên đã xây dựng nhiều công trình ven sông Hương thuộc phường Hương Vinh, thành phố Huế mà không được cơ quan chức năng chấp thuận. Đơn vị này đã xây dựng trái phép tổng cộng 21 công trình với tổng diện tích xây dựng sàn lên đến gần 2.300 m². Dự án khu đô thị mới Xuân Thành giai đoạn 1 do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Harumi làm chủ đầu tư vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt đánh giá tác động môi trường. Theo đó, trong giai đoạn 1, dự án sẽ được đầu tư xây dựng tại xã Xuân Thành với tổng diện tích hơn 45 hectare, trong đó sẽ đầu tư xây dựng đồng bộ phần kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, xây dựng khu trung tâm đào tạo nghề cho lao động với quy mô 400 học viên và nhà đa năng có diện tích trên 4.000 m², tổng mức đầu tư gần 550 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa quyết định phê duyệt bổ sung điều chỉnh một số dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các quận, huyện, thành phố và thị xã trên địa bàn. Tổng số dự án bổ sung điều chỉnh là 98 dự án với tổng diện tích 550 ha. Trong số các dự án có diện tích bổ sung điều chỉnh lần này, nhiều dự án là hệ thống đường nối từ trung tâm đến sân bay Đồng Hới và các tuyến đường phụ cận. Trong tháng 10, tỉnh Quảng Ninh sẽ triển khai thêm 4 dự án trọng điểm về du lịch, đô thị, hạ tầng, năng lượng với tổng vốn đầu tư hơn 280.000 tỷ đồng. Các dự án được triển khai gồm khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, sân gốp Đông Triều, nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh và bến cảng tổng hợp Vạn Ninh giai đoạn 1. Được biết, 4 dự án nói trên là nỗ lực của Quảng Ninh trong việc thực hiện mục tiêu kép, vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đức Trí vừa bị Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương xử phạt hành chính với số tiền 480 triệu đồng vì thi công san lấp dự án khi chưa được bàn giao đất. Cụ thể, công ty này đã tự ý chiếm dụng, san lấp hơn 26.000 m² đất trồng lúa và gần 350 m² đất giao thông, đất nghĩa địa tại khu vực phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh. Được biết, các sai phạm trên đều liên quan đến dự án xây dựng khu dân cư, thương mại và chợ Cộng Hòa.